Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Người Việt Nam Châu của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Khánh Long rất vui được đồng hành cùng quý vị và cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản giới thiệu văn hóa Việt tại lễ hội Đông Nam Á 2016 được tổ chức ở thành phố Tokyo. Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Budapest tổ chức khóa tu cho các Phật tử Việt Nam. Câu chuyện gìn giữ nét sinh hoạt văn hóa truyền thống trong gia đình Việt tại Mỹ. Thưa quý vị, lễ hội Đông Nam Á 2016, ASEAN Festival 2016 vừa diễn ra tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Sự kiện do Mạng lưới Thanh niên Đông Nam Á tổ chức đã thu hút hơn 1.000 khách tham dự. Tại lễ hội năm nay, tiết mục múa và trình diễn thời trang của Hội sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản Visa mang tên Hương sắc Việt Nam đã gây ấn tượng với ban giám khảo và đông đảo bạn bè quốc tế. Đặc biệt, tiết mục mời chầu đã đem đến sự bất ngờ cho nhiều khán giả quốc tế có mặt tại hội trường. Bên cạnh đó, gian hàng Việt Nam do các thành viên trong Visa và Hội cơm có thịt Kanto phụ trách đã giới thiệu hai món ăn đặc trưng của Việt Nam là phở và nem rán cũng đoạt giải thưởng Best Booth. Số tiền thu được sẽ được quyên góp cho các em nhỏ vùng cao. ASEAN Festival là cơ hội để thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản quảng bá và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với Nhật Bản cũng như với các quốc gia Đông Nam Á. Lễ hội Đa Văn hóa Á Châu là sự kiện tổ chức thường niên. Năm nay, Lễ hội Đa Văn hóa Á Châu được tổ chức tại Orlando, tiểu bang Florida, Mỹ với sự tham dự của các quốc gia và vùng lãnh thổ như Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Lễ hội nhằm giới thiệu những nét văn hóa dân tộc đặc sắc của các nước châu Á tới người dân Mỹ và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ gần gũi và gắn bó trong lĩnh vực văn hóa giữa các nước châu Á. Đặc biệt, các tiết mục văn nghệ của Việt Nam như trình diễn áo dài, múa quạt và biểu diễn võ vô vi nam thu hút nhiều người xem. Lễ hội mang đến cho người xem nhiều cảm nhận thú vị về những nét văn hóa độc đáo của các nước châu Á. Đây là một hoạt động nhằm tôn vinh các nền văn hóa Á Châu và tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc. Thưa quý vị, chiều mùng 4 tháng 11, khóa tu tập dành cho các Phật tử người Việt đã khai mạc tại chùa Tuệ Giác, thành phố Budapest, Hungary. Khóa tu nhằm tạo không gian giúp Phật tử Việt Nam tại đây gặp gỡ, tăng thêm sự đoàn kết, góp phần gìn giữ văn hóa tín ngưỡng của người Việt ở nước sở tại. Khóa tu do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Budapest tổ chức, thu hút hơn 50 Phật tử và sinh viên người Việt đang sinh sống, học tập tại Budapest tham dự. Dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Thiện Bảo, Phó Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một số hoạt động đã diễn ra như tụng kinh cầu an, thực tập thiền hay chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về cộng đồng giữa các Phật tử. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm 2016, khóa tu được tổ chức. Cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Budapest, Hungary hiện có khoảng hơn 500 người. Thưa quý vị, mặc dù đã sống và làm việc tại Mỹ nhiều năm, nhiều gia đình Việt tại đây vẫn duy trì nếp sinh hoạt văn hóa đậm bản sắc Việt Nam như sưu tập nón lá, treo tranh thuần Việt hay thói quen nuôi gà. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với gia đình luật sư Henry Liêm, hiện đang sinh sống tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ để tìm hiểu thêm về điều này. Những chiếc nón lá được mang về sau những chuyến về thăm quê hương. Chị Vân luôn nâng niu và treo trang trọng trong nhà của mình. Xa quê nửa cuộc đời, nhưng chị Vân vẫn giữ thói quen rất Việt, ở nơi cách quê hương Việt Nam nửa vòng trái đất.
cái nón lá là cái nón nó rất là hay đối với người Việt mình. Cái nón nó vừa nó che mát cho mình mà nó lại là cái thuần túy của quê hương mình nữa, thì mình luôn mình giữ gìn nó. Đây là bức tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái, vẽ chân dung người bạn gái của ông trong những năm 1960-1965. Anh Liêm đã mua lại tại buổi đấu giá, gây quỹ học bổng nhân dịp về Việt Nam xây trường cách đây 15 năm. Đây là bộ sưu tập của một họa sĩ danh tiếng ở Huế. Và nhiều đồ vật khác mang từ Việt Nam sang được anh trưng bày ngay tại phòng khách của gia đình. Vì những bức tranh này nó đại diện cho một cái tinh hoa của văn hóa Việt Nam. Và mình là người Việt Nam thì dĩ nhiên mình muốn trưng bày, và đồng thời tôi thấy những bức tranh này nó có một cái giá trị nghệ thuật thẩm mỹ rất là cao, thích hợp cho cái khung cảnh của cái căn phòng này. Cũng có thể là mua tranh Mỹ, cũng có thể là mua tranh Tàu hay là Âu Châu, nhưng tôi thấy tranh Việt Nam nó có cái gì nó rất là thích hợp với cái tâm hồn của mình trong cái khung cảnh như thế này. Ở Mỹ đã gần 40 năm, nhưng thói quen ăn uống của gia đình chị Vân, anh Liêm vẫn đậm chất Việt. Những món ăn mang hương vị Việt như thế này luôn hiện diện trong bữa cơm gia đình. Và đây cũng là cách để những người Việt sống xa xứ như vợ chồng anh Liêm gìn giữ văn hóa, truyền thống quê hương. Ngay từ những ngày đầu gian khó lập nghiệp trên đất Mỹ, bà con người Việt tại thành phố San Jose, tiểu bang California coi trọng bản sắc truyền thống như một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Và giờ đây, những giá trị quý giá đó lại được nuôi dưỡng và tiếp nối cho những thế hệ con cháu. Đó cũng là những chia sẻ của ông Phan Tuấn Bảng, người trông giữ đền Hùng tại Mỹ, với phóng viên Cẩm Lai, kênh VTC10. Chào cụ, xin cụ có thể cho biết là cái đền thờ quốc tổ này thì ra đời từ khi nào? Đền Hùng của chúng tôi thì đã thành lập từ năm 1981-82 cơ. Nhưng mà cái chỗ thờ tự thì vẫn chưa có. Thế sau rồi các cụ mới do sự đóng góp của các cụ thì cũng ở được một cái chỗ gọi là đường số 9 ngày xưa. Từ đó đến nay thì cũng đã sinh hoạt được là 30 mấy năm rồi. Xong rồi ở đó thì về sau cái chỗ đó người ta không cho muốn nữa thì phải di về ở đây. Và bà con đến đây thì hoạt động tín ngưỡng như thế nào ạ? Cụ ngày xưa đó thì khi mới sang đây hồi năm 78, 79, 80, 81 thì thường thường các cụ nhớ quê lắm. Thành ra mà nghĩ đến cái việc mà coi như là lập được cái đền thờ để mà cho thờ quốc tổ với các vị tiên thánh tiên hiền. Và dưới là thờ mẫu thì cũng như là đền phủ lớn ở Việt Nam như ở Nam Định chẳng hạn hay ở Lạng Sơn. Vậy thì bà con đồng bào mình đến đây thì thực hiện nghi lễ tín ngưỡng đó như thế nào, và cái tinh thần dân tộc và gìn giữ cái văn hóa truyền thống thì được thể hiện ra sao ạ? Cái mục đích chính của chúng tôi á là lập đền á là chỉ muốn duy trì được cái truyền thống văn hóa dân tộc và để lại cho các đời sau. Tại vì các thế hệ sau này sinh ra ở tại đây, tiếng Việt nhiều khi không thông, do đó sợ mai một đi. Thành ra chúng tôi cũng cố gắng để mà xây dựng được một chỗ để quy tụ được cho tất cả các con cháu của Việt Nam, dù xa xôi ngàn trở khắp nơi ở trên thế giới, nhưng cũng nhớ đến cái nguồn gốc của mình là cái chính. Nhưng mà cũng chỉ mong mỏi tất cả các nơi cố gắng làm sao mà lập được những cái nơi thờ tự như thế này để cho các con cháu sau này nhớ đến nguồn gốc của mình, nhớ đến nước của mình, nhớ đến mình là người Việt Nam.